Chào quý thính giả của chương trình Đất Việt TV. Một số lớn những người Việt tha hương tị nạn và những người đang lê lết một cuộc đời cùng khổ đầy bất công áp bức dưới chế độ cộng sản tại quê nhà đều có những quãng đời là những cuộn phim, mà có một cuộn phim nào giàu chiếm được hàng bao giải thưởng cũng không sao so sánh bằng là những tập truyện, mà không một tập truyện nào giàu thuộc loại bán chạy nhất cũng không làm sao qua mặt được. Những quãng đời đó giàu thực sự được quay thành phim, viết thành truyện cũng không bao giờ có thể lột tả nói lên được tất cả những gì đã xảy ra chung quanh họ và những gì đã diễn ra trong lòng họ. Do đó, chỉ có chính họ là những người trong cuộc, là những chứng nhân, là những nhân vật trong cuộn phim, trong tập truyện của đời mình mới cảm nhận được tất cả những sự lo âu phiền muộn, những nỗi buồn xót xa câm nín, những niềm hy vọng mong manh thoáng chốc, những nỗi tuyệt vọng nặng nề buông xuôi cho số kiếp, những sự sợ hãi kinh hoàng đến chết ngất, những cơn đói khát vật vã rã rời, những nỗi uất nghẹn đắng cay đến tột cùng, những nỗi tủi nhục tối tăm sâu thẳm, những nỗi mừng vui nghẹn ngào đầy nước mắt, những nỗi đớn đau quằn quại có lúc chất ngất trong lòng, có lúc day dứt kéo dài như vô tận. Quãng đời họ là những cuộn phim không cần đạo diễn dàn dựng, là những tập truyện không cần hư cấu bởi nhà văn, là những câu chuyện sống thật cùng với nhịp tim hơi thở và những cảm xúc của một đời người. Kính thưa quý thính giả, dưới đây là câu chuyện vượt biên chiếc thuyền mang số SS1505IA chở 113 người ra đi từ Vũng Tàu vào dịp Tết năm 1981 để trốn chế độ cộng sản, đi tìm tự do. Khi thuyền ra biển Đông thì gặp bão hỏng máy, gặp hải tặc Thái Lan tấn công cướp bóc hãm hiếp đến 10 lần man rợ. Sau 17 ngày trôi nổi đói khát trên biển thì thuyền dạt vào được bờ biển Mã Lai Á. Câu chuyện có tiêu đề Chuyện vượt biển kinh hoàng, tác giả Tô Ba. Mời quý thính giả nghe tiếp phần 3. Khi chiếc bè được thả xuống với hai anh chàng bên trên thì nước ngập ngang lưng quần của hai anh, nhưng hai anh đã yêu cầu tháo dây cột giữa chiếc bè với chiếc ghe để hai anh ra đi. Khi dây đã được tháo ra khỏi chiếc ghe thì rõ ràng chiếc ghe tuy lớn nhưng đã trôi qua mặt chiếc bè. Chiếc bè có lẽ đang đứng tại chỗ chứ không trôi, vì chiếc ghe đã trôi qua mặt chiếc bè rất xa. Chúng tôi đã hỏi lại là có thay đổi ý kiến gì không, thì hai cánh tay của hai anh chàng đưa lên cao vậy vậy ra dấu từ giã chúng tôi. Khi chiếc bè được thả xuống với hai người bạn trẻ trên thì lúc đó trời còn sáng lắm vì đang là buổi trưa. Khi hai cánh tay của hai người bạn trẻ ra dấu từ giã chúng tôi thì khoảng 5 phút sau, tôi nghĩ không quá 5 phút, trời bắt đầu âm u và giông tố nổi lên ầm ầm báo trước một cơn bão sẽ đến. Lúc này thì không còn cách nào nhìn thấy hai người bạn trẻ đó nữa. Cơn bão đã kéo đến thật nhanh, rồi sóng to gió lớn nổi lên cuồn cuộn như ngày đầu ra đi. Tôi không còn can đảm để nhìn những ngọn sóng tàn bạo đó nữa. Tôi nhắm mắt lại vì sợ hãi, và rồi một giấc ngủ đã đến với tôi, giấc ngủ với những cơn ác mộng kinh hoàng. Ngày trôi thứ 12, sáng nay không ai nói với ai về chuyện hai người bạn trẻ của ngày hôm qua. Mọi người đều hiểu rằng hai người bạn trẻ đã không qua được cơn bão quá lớn như ngày đầu ra khơi. Phải chăng hai người bạn trẻ đó đã hy sinh cho mọi người được sống? Có ai đó đã nêu ra con số 113 người trên ghe là con số không may mắn.
Những người theo đạo Phật thì đang xì xầm về những cái gọi là hiện tượng. Tôi làm dấu thánh giả và đọc kinh cầu cho linh hồn hai người bạn trẻ đó. Tôi tin một cách xác quyết là Đức Mẹ sẽ giúp chiếc ghe đến bến bờ bình an. Mặc dù có nhiều khó khăn, theo lẽ thì tôi đã đi trong chiếc ghe của tôi, chứ tôi không phải đi trên chiếc ghe này. Trước đó tôi thường đến cầu nguyện ở nhà thờ Fatima Bình Triệu. Trong lời cầu xin tôi có khẩn nếu Đức Mẹ thấy việc con ra đi sẽ có những trắc trở, thì xin Đức Mẹ hãy làm những trắc trở ngài xảy ra trước để con không phải đi. Trước ngày dự tính ra đi trên chiếc ghe của tôi đã có kéo chiếc ghe đỏ lên ụ và cho bọc nhôm xung quanh lườn ghe. Tôi trang bị một chiếc máy mới và thật mạnh. Đến hôm ra đi, khi mọi người vào hết trong lòng ghe, thì có người lên tiếng trong ghe có nhiều nước. Tôi cho thợ máy nổ máy để bơm nước ra. Thật không thể ngờ được một cái máy thật mới có thể làm hoàn hảo nhất và vừa ý nhất trong các cái máy. Thế mà đêm ấy không làm sao cho nó chuyển động được. Trời bắt đầu sáng tỏ dần và tôi phải ép người lên bãi vắng thôi. Mọi người đã tản mát lên các bãi vắng thì cái máy lúc này bỗng nhưng chịu nổ. Tôi cho người tài công lại chiếc ghe ra biển để tìm chỗ rỉ nước và sửa chữa. Trưa hôm đó từ Sài Gòn tôi bàng hoàng nhận được tin là chiếc ghe của tôi đã bị chìm ở ngoài khơi vì cái lỗ rỉ nước bị nước phá càng lúc càng lớn và không thể nào trạm lại được. Ngày trôi thứ 13, đã 2 ngày trôi qua tạm coi như bình yên vì không một vụ cướp nào. Chiếc ghe vẫn trôi theo thể lùi như lúc ban đầu. Nhiều người đã lên sàn ghe nằm hoặc bơi lội xung quanh chiếc ghe. Có người thanh niên đến bên tôi thủ thị, có mấy chiếc ghe ở ngoài xa kia, mình hãy nổi lửa lên để gọi họ lại cướp đi anh hùng. Tôi nhìn người vừa nói và phản đối, anh điên sao, anh không sợ cho mấy người đàn bà à? Lúc đó có mấy chị nằm trên sàn ghe vội lên tiếng, kề nọ anh hùng cứ đốt lửa lên kêu tụi nó lại cướp, rồi tụi nó cho mình gạo, nước và cả. Các chị không sợ bị à? Còn gì nữa mà sợ anh hùng? Nó sống rồi thì mình sẽ có ăn để mà cầm cự chữ. Tôi quay mặt nhìn về hướng các chiếc ghe đang ở ngoài xa và thầm nghĩ, nếu sau này mà mọi người đến được bến bờ tự do là nhờ sự hy sinh của các người đàn bà này. Tôi đồng ý cho đột lửa trong cái thùng phi. Cái thùng này giờ đây có hai công dụng. Một để nổi lửa lên cầu cứu các tàu lớn của Tây Phương và tàu cướp. Hai, dùng để chữa nước nếu tàu cướp cho. Lửa vừa lên thì một chiếc tàu từ xa chuyển hướng chạy về phía chúng tôi. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận những điều kinh khủng sắp xảy đến. Các người đàn bà thì đã lấy dầu mỡ bôi khắp thân mình và mặt mũi. Cảnh cướp phá và hãm hiếp lại diễn ra khi chiếc tàu đánh cá của bọn cướp Thái Lan cập sát vào chiếc ghe đi tìm tự do của chúng tôi. Lần cướp này thì người bạn gái của chủ ngao không thoát được nữa. Bọn cướp quá hung bạo. Có lẽ vì bọn chúng sau khi lục soát đã không cướp được gì nên tỏ ra giận dữ. Bọn chúng cởi trần truồng chạy nhảy trên chiếc ghe. Nhưng những người đang lên cơn điên gặp người đàn bà nào chúng cũng hiếp ngay tại chỗ. Bọn chúng không có một chút gì là e thẹn. Tiếng khóc la vang inh ỏi, tiếng đánh đập người để tra khảo của, rồi tiếng vang lại bọn cướp khi bọn chúng đập phá ghe, cùng hòa chung với tiếng cười và tiếng la tiếng hét của bọn cướp tạo thành một thứ âm thanh hoảng loạn mà tôi chưa bao giờ được nghe qua, chưa bao giờ được chứng kiến cảnh tượng hại hùng này.
Mọi chuyện rồi cũng lại qua. Ngày hôm đó anh Phan chặn cương và tôi không còn thiệt gì đến cơm và cả nữa. Tàn nhẫn quá, vô nhân đạo quá, không thể tưởng tượng nổi lại có ngày được chứng kiến cái cảnh dã man và tàn bạo này. Ba lần cướp trước đây, bọn cướp tỏ ra rất tôn trọng anh Cương trong vai thuyền trưởng. Nhưng lần này thì bọn cướp đã đánh anh Cương và nhiều người đàn ông để khai thác của. Dĩ nhiên tôi cục bị bọn chúng đậm đã tới bời hoa lạ. Khi bọn cướp đang hành động thì một anh chàng kêu tên một người bạn là Nam lập tức tên Thái Lan thuyền trưởng kê súng vào đầu anh ta và hỏi: mày biết tiếng Thái Lan hả? Dĩ nhiên tên thuyền trưởng hỏi bằng tiếng Thái. Anh chàng nọ ủ ở, anh Cương phải thông dịch cho tên thuyền trưởng hiểu. Tên thuyền trưởng Thái Lan nói với anh Cương là hẳn tượng anh chàng nọ xin nước. Như vậy tiếng Thái Lan nước gọi là nám được 100%. Ngày trôi thứ 14, lại một chiếc tàu cướp đến. Anh Cương chán nản nói với tôi bây giờ là vào khoảng giữa trưa. Khi chiếc tàu Thái Lan sắp đến, tên thuyền trưởng người Thái sau khi nói chuyện với anh Cương, hắn đã nhốt tất cả 110 người anh Cương được miệng xuống hầm cả. Sau này anh Cương nói lại với tôi là khi mọi người bị nhốt hết xuống hầm cả, thì bọn cướp đã qua ghé lục soát tất cả. Lục soát xong chúng tiêu từng người một lên và khám xét kỹ. May mắn quá bọn này không hãm hiếp một người phụ nữ nào. Ai bị khám xong thì được trở về lại ghe. Trước khi bỏ đi, bọn này cũng cấp cho ghe chúng tôi gạo cả và nước. Chiều đến thì anh cựu trung ủy an ninh quân đội cho biết là trên ghe mất một người, chúng tôi yêu cầu tất cả đàn ông lên sàn ghe để kiểm người. Lúc đó thì có một bà sậm già lên tiếng: thằng con tôi nó giấu trong mình nó 3 cây vàng và trộn ở lại trong hầm cả của chiếc tàu hồi trưa rồi. Bà tôi hỏi bà sậm già: tại sao con bà trộn lại trong hầm cả với 3 cây vàng nó giấu được trong mình? Nó sẽ đưa cho tàu đỏ để được đưa vào bờ. Khoảng thời gian 3 tháng trên đảo, ngày tôi đi định cư, cao ủy tị nạn vẫn chưa có tin tức gì về người con của bà sậm già. Ngày trôi thứ 15, từ sáng sớm, một vài người thanh niên đã tự động nổi lửa khi nhìn thấy từ xa một chiếc tàu đang kéo lưới. Khi chiếc tàu đến gần thì những người thanh niên định đánh thức anh Cương dậy và tôi dậy. Chiếc tàu đang kẹo lưỡi đã quăng dây qua cho chúng tôi để chúng tôi cột chặt vào ghe. Chiếc tàu chạy trước kẹo lưỡi và kẹo theo chiếc ghe của chúng tôi. Ông thuyền trưởng của chiếc tàu đó có lẽ là người Trung Hoa. Ông cùng quận xà rong đứng khoanh tay nhìn chúng tôi một lúc rồi ra dậu cho hai người bơi qua tàu của ông. Ông dẫn hai người đó vào nhà bếp và chỉ cho hai người chỗ nấu cơm để nấu cho tất cả những người trên ghe của chúng tôi ăn. Ông cũng cho kêu thêm hai người nữa qua tàu ông để truyền nước về ghe. Đồng thời ông cũng liền qua ghe những lon thuốc lá thơm. Hơn 10 ngày không được hút, chúng tôi đã hít những hơi thuốc cho thật đầy lòng phổi. Có vài người đã nằm thẳng cẳng vì bị say thuốc. Khi những thùng cơm và cá đã được chuyển qua ghe của chúng tôi, ông thuyền trưởng tột bùng vẫy tay ra dấu từ giã chúng tôi, rồi cắt dây và cho tàu chạy thẳng ra khơi. Chiều cùng ngày hôm đó, một chiếc tàu cướp chạy về hướng chúng tôi lại cướp và hãm hiếp. Đến khuya thì bọn cướp bỏ đi sau khi cùng cho gạo cá và nước. Ngày tối thứ 16, chiều hôm nay chúng tôi nhìn thấy từ xa có một lằn ngang dài thật nhỏ và màu vàng. Chúng tôi với những con mắt không còn trong sáng, không còn tinh tường nữa, nên không biết đó là lằn gì. Bao nhiêu sự suy đoán được đưa ra và nhiều hy vọng đang nhìn về phía trước và bàn tảng, nên không một ai để ý có một chiếc tàu cướp từ phía sau đã đến gần ghe của chúng tôi.
Những người trên chiếc tàu này cố làm ra vẻ hiền lành và thân thiện. Người thuyền trưởng của chiếc tàu đó nói với anh Cương là hắn chỉ cần có 2 lượng vàng thì khi đến xuống hắn sẽ kéo chiếc ghe của chúng tôi vào bờ. Ông ta cố làm ra vẻ thật thà khi nói với anh Cương, khi vào đến bờ rồi thì nhớ đừng khai là tàu tôi kéo nhẹ, nếu tiết lộ thì tôi sẽ bị bắt đó. Người quốc gia của chúng ta dù sao cũng là những con người lương thiện, vì bản chất lương thiện nên mới bị gạt 5 màu thân. Và sau đó 1 tháng học tập cái tàu, qua lời nói và thái độ quả quyết của anh Phan Chánh Cương, mọi người chỉ trong có 10 phút đã gom góp đủ số vàng mà tên thuyền trưởng đòi hỏi. Sau khi anh Cương thông báo đã gom đủ số vàng, tên thuyền trưởng nói cứ giữ đó để khi nào vào gần bờ thì giao cho hẳn. 5 giờ sáng ngày trôi thứ 17, cô gái Huế tốt nghiệp đại học môn Anh văn là người từ đầu đã chiếm một chỗ nằm trước mũi ghe, nơi để thùng nước nguyên thủy của chiếc ghe. Tại nơi đó cô đã giấu được những món nữ trang mà bọn cướp không thể nào tìm ra được. Tin ở sự quả quyết của anh Cương, cô gái Huế đã đóng góp 3 chỉ vàng. Sáng sớm hôm nay khi thấy chiếc tàu cướp quăng dây qua chiếc ghe, cô nhìn thấy đồng hồ mà cô còn giữ được. Cô nghĩ tại sao tụi này không kẹo vào ban đêm như tụi nó lo sợ mà lại kẹo vào lúc này. Vừa cất dấu xong cái đồng hồ và những món nữ trang thì bọn cướp trên chiếc tàu kia lúc này không còn một chút gì là thân thiện nữa. Bọn chúng nhảy qua ghe của chúng tôi và bọn chúng bắt anh Cương đưa vàng rồi thẳng tay đánh đập tất cả mọi người để mong lại thêm vàng. Bọn cướp đang cướp phá thì từ bên tàu của bọn chúng có một tên chạy ra nói gì đó. Thế là tất cả bọn cướp đang ở bên ghe của chúng tôi lập tức nhảy hết xuống biển, lội qua tàu của bọn chúng và chạy mất. À, cái lằn màu vàng mà mọi người thấy hôm qua bây giờ đã hiện ra rõ ràng hơn. Đó là dải cát của bờ biển. 10 giờ sáng ngày tối thứ 17, dải cát đã hiện ra rất rõ ràng. Anh Cương cho biết đây là bờ biển của Mã Lai Á, chứ không thể của Thái Lan được. Thôi thì của nước nào cũng được, miễn là đừng của Việt Nam là vui rồi. Tất cả mọi người hầu như đã lên hết trên sàn ghe. Có những chiếc xuồng nhỏ của những ngư dân đánh cá đang chạy qua ghe của chúng tôi và còn vẫy tay chào rất là thân thiện. 11 giờ 30 ngày trôi thứ 17. Từ trên trời có một chiếc trực thăng từ xa bay đến lượn 2 vòng trên ghe của chúng tôi. Và rồi nó đáp xuống một trại binh nằm cạnh bờ biển cách đó không xa lắm. 12 giờ 30 phút ngày trôi thứ 17. Đúng 12 giờ 30 phút của ngày trôi thứ 17, chiếc ghe của chúng tôi bị mắc cạn trên bờ biển của Mã Lai Á. Tôi là người sau cùng lên bờ vì ảnh hưởng vật lý của những ngày trên ghe, nên khi chạy được vài bước tôi bị té nằm sọc xoài trên bãi cát. Những người đàn ông lúc này cũng đã lên hết trên bãi cát. Một số đang lo cho những người phụ nữ vì họ không còn đủ sức để bước đi nữa. Họ nằm ngửa người trên cát, ngửa người dưới nước. Nhìn những người đàn bà đó bây giờ không chẳng khác gì những bộ xương cách tỷ, mà ngày còn cấp sách đến trường học sinh nào cũng nhìn thấy và học qua. Họ tiêu tùy quá sức, nhiều người không còn sức để đứng lên và bước đi. Nhưng chính những con người đáng thương đó đã hy sinh, đã chịu đựng tủi nhục để tất cả mọi người trên ghe có được miệng ăn, để có sức sống cho đến ngày hôm nay. Cuộc chiến ý thức hệ do miền Bắc chủ xướng với vũ khí của Nga tàu đã ngưng từ lâu, nhưng cuộc chiến vẫn chưa tàn. Thời gian trôi qua nhanh như mũi tên bay. Vậy mà giờ đây trên quê hương Việt Nam thân yêu vẫn còn cảnh đói nghèo và bất công. Người Việt Nam vẫn phải tìm đủ mọi cách
để rời bỏ xóm làng, rời bỏ ruộng đồng, rời xa nơi chôn nhau cắt ruộng để tìm sự sống nơi xứ người. Giờ đây 109 người trên chiếc ghe mang bản số SS1505IA hiện đang ở đâu trên khắp quả địa cầu này? Những ai còn và những ai đã vĩnh viễn ra đi? Chúng ta rồi đây lần lượt cũng sẽ mất tất cả. Mất gì? Chắc chắn một điều, chúng ta sẽ không bao giờ để mất quê hương và mất tình người Việt Nam. Kính thưa quý thính giả, trên đây là câu chuyện vượt biên, chiếc thuyền mang số SS1505IA chở 113 người ra đi từ Vũng Tàu vào dịp Tết năm 1981, chạy trốn chế độ cộng sản đi tìm tự do. Khi thuyền ra biển Đông thì gặp bão, hỏng máy, gặp hải tặc Thái Lan cướp bóc hãm hiếp đến 10 lần mang rợ. Sau 17 ngày trôi nổi đói khát trên biển thì chiếc thuyền dạt vào được bờ biển Mã Lai Á. Đến đây, Đất Việt TV xin chân thành cảm ơn quý thính giả đang quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.